Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel Biển Sữa của mình. Mình là Linh và mình chia sẻ về hành trình làm mẹ và nuôi dạy con. Mùa hè đến rồi, rất là nóng nực. Thì với cái mùa hè nóng nực này, nếu như có một cái cốc sữa chua mát lành ăn thì sẽ rất là tuyệt vời. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình làm sữa chua. Nếu như mọi người làm theo đúng cái công thức mà mình chia sẻ thì lần đầu tiên đã có thể thành công được rồi. Mình cũng vậy, mình làm lần đầu tiên là đã thành công và rất là vui mừng khi mà mình có thể tự tay làm sữa chua cho cả gia đình và cho bé ăn. Và đặc biệt là sữa chua mình làm tại nhà thì rất là thơm ngon và bé Sam rất là thích ăn. Bây giờ thì mọi người hãy cùng mình vào bếp để làm món này nhé. Rất là nhanh chóng thôi, chỉ khoảng 5 đến 10 phút là mọi người đã có thể hoàn thành được rồi. Nguyên liệu sẽ gồm có một hộp sữa đặc, hai hộp hoặc là gói sữa tươi và một hộp sữa chua để làm sữa chua cái. Đầu tiên thì mình sẽ tiệt trùng những cái hũ và cốc để đựng sữa chua nhé. Nhiều người thì bỏ qua bước này nhưng mà đây lại là một bước rất là quan trọng giúp đảm bảo an toàn vệ sinh và đồng thời là mình có thể làm được sữa chua thành công. Nếu như không tiệt trùng thì sữa chua sẽ khó thành công mọi người nha. Sau khi đã đổ nước sôi để tiệt trùng thì chúng ta sẽ úp ngược cái hũ lên để cho hũ được khô ráo. Tiếp theo thì mọi người hãy giật nắp hộp sữa đặc, sau đó thì mình đổ hộp sữa đặc vào một cái nồi lớn hoặc là một cái âu lớn nhá. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cái hộp đi nhá. Lát nữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái nắp hộp để chúng ta đong lượng nước luôn nhá. Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước đun sôi vào hũ, sau đó mình đổ vào nồi nhá. Mọi người khuấy đều lên để cho sữa đặc có thể được tan ra nha. Sau khi khuấy đều xong thì chúng ta sẽ đổ hai hộp sữa tươi vào. Và mọi người sẽ khuấy đều theo một chiều thôi nhá. Mình sẽ khuấy đều liên tục theo một chiều. Đối với sữa tươi thì mọi người có thể chọn sữa tươi không đường hoặc là có đường. Đối với mình thì mình không thích ăn quá ngọt, thế nên là mình chọn sữa tươi không đường. Với cái lượng sữa này thì mình có thể làm được khoảng 12 hũ sữa chua. Và mình trữ trong tủ lạnh, gia đình và con có thể ăn được vài ngày mọi người ạ. Tiếp theo thì mình sẽ đổ một hũ sữa chua cái vào nhé. Mọi người có thể sử dụng sữa chua có đường hoặc không đường. Tuy nhiên một cái điều chú ý quan trọng nhất đó là sữa chua chúng ta không được để lạnh. Chúng ta phải bỏ ra khỏi tủ lạnh trong khoảng từ 40 phút đến 1 tiếng để sữa chua hết lạnh thì chúng ta làm mới có thể thành công được. Rất nhiều người không biết cái bước này, thế nên là làm sữa cứ bảo sao mà hỏng không thành công. Tiếp theo là mình sẽ đong khoảng nửa ống nước sôi để nguội và mình đổ vào hỗn hợp, sau đó là khuấy đều lên. Sữa chua thì ai cũng biết rất là tốt và nó cung cấp rất là nhiều lợi khuẩn cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Thế nhưng mà có một số người thì lo ngại về việc là mua sữa chua ở ngoài thì không đảm bảo chất lượng. Thế thì cái việc mà chúng ta tự làm sữa chua ở nhà thì sẽ rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể cảm thấy an tâm hơn và sữa chua chúng ta tự làm chúng ta ăn cũng thấy ngon miệng hơn nữa. Bây giờ hỗn hợp đã được chuẩn bị xong, mình sẽ đổ hỗn hợp sữa chua vào những cái hũ đựng sữa chua. Trong thời buổi dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay thì việc ở nhà thường xuyên liên tục có khi là mọi người sẽ thấy rất là nhàm chán. Vậy thì mọi người hãy thử là mình tìm tòi và nấu một vài những cái món ăn ngon và lành cho con và cho cả gia đình. Mình vừa đảm bảo được sức khỏe cho cả gia đình mà mình còn cảm thấy rất là thoải mái và thư giãn, nó cực kỳ thú vị. Mọi người thử xem sao nhé. Tiếp theo thì sẽ là đến bước ủ sữa chua. Mọi người có thể sử dụng thùng xốp như mình, hoặc là mình sử dụng nồi cơm điện, hoặc là sử dụng một cái nồi và ủ chăn, vân vân, có rất là nhiều cách ủ khác nhau. Mình sẽ sử dụng cái ống sôi ống thọ vừa nãy để đong thì cứ 3 ống nước sôi thì mình sẽ đổ thêm 2 ống nước lạnh vào thì mình sẽ đạt được cái nước có cái nhiệt độ là khoảng từ 60 đến 70 độ C. Nếu như mà bạn nào nhà có cái nhiệt kế thì mình có thể sử dụng luôn nhiệt kế để mình đo thì nó sẽ chính xác hơn nhá. Còn nếu không thì cứ áp dụng theo cái công thức của mình thì chắc chắn sẽ ok. Cái lượng nước mình để ngập khoảng 3/4 hũ sữa chua. Rồi bây giờ cái việc còn lại của mình chỉ là đợi trong khoảng 8 tiếng nhá.
Đây là thành phẩm của mình đây, mình vừa mới làm xong, thậm chí còn chưa cho vào tủ lạnh thì nó đã đông như thế này rồi. Có thể dốc ngược được lên, sữa rất là thơm, rất là sánh mịn và không hề bị tách lớp một chút nào cả. Sữa làm xong thì mình cho vào tủ lạnh để hơi mát mát một chút, ăn sẽ ngon hơn. Sữa chua tự làm tại nhà mình thấy có cái vị chua chua, ngọt ngọt, thanh mát, rất là thơm. Mình hy vọng rằng video này có thể hữu ích cho mọi người, để mọi người có thêm một cái cách làm và mọi người có thể áp dụng vào làm sữa chua cho em bé và cho gia đình ăn. Một chú ý là cái món sữa chua này thì mình sẽ chỉ làm cho em bé trên 12 tháng tuổi ăn thôi nhé. Còn với những em bé dưới 12 tháng tuổi thì ở video lần sau mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình có thể làm sữa chua từ sữa công thức hoặc sữa mẹ, để với những em bé mới ăn dặm là chúng ta có thể giới thiệu cho con được rồi. Nếu như mọi người quan tâm đến việc làm sữa chua từ sữa công thức hay sữa mẹ, hoặc là mọi người quan tâm đến việc chế biến những món ăn dặm khác nhau cho con, cũng như là những cái mẹo và những cái kinh nghiệm chăm con, thì mọi người đừng quên là hãy ấn nút đăng ký kênh và ấn nút quả chuông nhé. YouTube sẽ thông báo mỗi khi mà mình phát hành video mới đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.